Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay cho con nhiều chuyện một xíu và nói riêng tư về một vị thầy mà bữa giờ trên mạng xã hội của mình lan truyền rất là nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng mà đây là ý kiến cá nhân của con, thì mọi người đừng ném gạch ném đá con nha. Là những cái gì con suy nghĩ thôi. Thì đối với con, thầy Thích Minh Tuệ là một vị chân tu. Đó là đối với bản thân của con. Thì nhìn vào đâu để biết thầy này là Minh Tuệ là một vị chân tu? Thì mình hãy nhìn lại cái giới hạnh của thầy. Nhưng mà như con được học Phật, như con nhận thức của con và những cái gì mà được nghe thầy nói ở trên mạng xã hội, đối với con thì thầy là một vị chân tu. Thầy đã nhìn ra được cái khổ và thầy đã buông bỏ hết để đi tìm lại chính mình, đi theo con đường của Đức Phật dạy. Thì đạo Phật của mình là chân lý chứ không phải là tôn giáo. Tôn giáo thì sau này các thầy lập ra để cho mà mình phân biệt được mình là đạo nào, tôn giáo nào, để mà tùy căn cơ của mình nương theo mà mình học tập, tùy vào pháp môn mà mình hợp với pháp môn nào để mà mình nương theo mình học thôi. Rồi mình nương theo đi chăng nữa thì cuối cùng là mình cũng phải tự đi. Mình nhìn ra được cái khổ, cái vô ngã rồi thì mình sẽ tự soi sáng cho mình đi. Thì thầy Thích Minh Tuệ cũng vậy. Thầy cũng, mình cũng có nghe thầy nói là thầy đã từng xuất gia, đã từng nghiên cứu tu học. Thì thầy cũng đã đọc qua kinh Nikaya. Kinh Nikaya là kinh nguyên thủy, là tất cả những cái lời dạy của Đức Phật nằm ở trong đó. Thì thầy đã nương vào những cái lời trong kinh sách đó và thầy nhận ra được. Thầy buông bỏ để mà thầy đi khổ luyện, để đi tìm con đường cho chính mình. Thì cái thời của Đức Phật á, là đâu có tôn giáo đâu. Đức Phật cũng tự đi tìm chính mình mà. Nhưng mà Đức Phật giỏi hơn chúng ta là Đức Phật không cần giáo lý. Vì Đức Phật đã tự khổ luyện. Thì Đức Phật tìm ra được cái sự thật và giác ngộ. Thì Đức Phật lấy cái kiến thức, cái mà Đức Phật hiểu ra được, Đức Phật chỉ cho mình để cho mình đi. Chứ không có một cái tôn giáo nào cả. Thì thầy Thích Minh Tuệ cũng đang đi trên con đường mà Đức Phật Thích Ca đang đi. Dù thầy không có nằm trong tôn giáo đi chăng nữa, nhưng mà thầy vẫn đang hành theo lời của Đức Phật dạy. Thì sống khổ hạnh theo giống như là Đức Phật ngày xưa, là ăn một bữa, không xài tiền, không mặc quần áo đẹp hay gì, chỉ là mặc đồ ở ngoài lượm ở thùng rác hay lượm ngoài đường thôi. Rồi thầy cũng ngủ ở nghĩa địa. Những cái gì thầy làm là thầy không có làm tổn hại tới ai cả. Thầy cảm thấy hạnh phúc khi thầy làm được điều đó. Thầy đã chọn con đường đó đi để mà xem cái sự kham nhận của mình được tới đâu, xem mình đã tu luyện được tới mức nào, mình đã buông xả được hay chưa. Thì đó là một điều mà những cái gì mà chúng ta chưa làm được. Thực ra là có rất là nhiều các vị thầy tu theo hạnh Đầu Đà, đi theo bước chân của Đức Phật rất là nhiều mà do chúng ta không biết. Do là trên trang mạng đang tập trung vô thầy Minh Tuệ quá nhiều, cho nên là nó sẽ có những cái luồng ý kiến trái chiều. Chứ thầy mình đâu có xài điện thoại đâu, ai chửi thầy cũng có biết đâu. Rồi ai nói ai chửi bới gì á, thầy vẫn thanh thản, thầy vẫn sống cuộc sống an nhiên, thầy đi cái cuộc sống của thầy. Còn tự nhiên đâu mình để lấy cái cuộc sống riêng tư của người khác mình đi đàm tiếu, mình đi bàn luận, cuối cùng mình tự nhiên mình tạo nghiệp, đúng không? Thì bây giờ mình muốn biết thầy là vị chân tu hay không, mình hãy nhìn vào cái giới luật của hòa thầy, cái giới hạnh của thầy đang hành có đúng hay không. Mình quên một điều là mình là một Phật tử, một người đang đi theo bước chân của Đức Phật. Vậy thì Đức Phật có nói một câu là như thế này: không nói lỗi người mà luôn nhìn về lỗi mình. Mà bây giờ mình quên mất cái câu đó của Đức Phật dạy rồi. Mình bị tác động,
bên ngoài nhiều quá cái mình tự tạo nghiệp cho mình luôn. Con gặp thầy con không đảnh lễ, nhưng mà con không dám quỳ tại vì con sợ tổn phước tới cha thầy thôi. Chứ thật sự nếu mà con gặp chắc con khóc bù lu bù la luôn á. Đâu có cần phải đúng đạo Phật, đâu có cần phải đúng tôn giáo. Tại vì cái lời dạy của Đức Phật là dành cho tất cả chúng sanh, không có sự phân biệt. Dù bất cứ tôn giáo nào, đạo nào, hay là bất cứ chúng sanh nhỏ bé nào, đều là dành hết cho tất cả chúng sanh. Thì mình đâu có thể nằm quy tụ là thầy bắt buộc phải nằm trong tôn giáo mình mới nghe được đâu. Những bước chân của thầy Minh Tuệ đi tới đâu là thầy đang gieo phước lành tới cho mọi người. Có những cái vùng, những cái nơi mà họ không hề biết tới Phật Pháp, họ không biết cách bố thí, họ không biết tu tập là cái gì. Nhưng thầy đi tới những nơi đó, họ bố thí, họ cúng dường cho thầy một chai nước. Không cần biết thầy có phải là Phật hay không, nhưng cái thâm tâm của họ, họ luôn cung kính thầy, thì họ khởi cái tâm Phật của họ lên, họ muốn cúng dường cho thầy, thì là họ đã có cái chuẩn tự Phật rồi. Kiếp này họ không tu được thì kiếp sau họ sẽ tu tập và họ sẽ thành Phật. Thì những cái bước chân của thầy Minh Tuệ đi tới đâu là thầy đang gieo cái phước lành tới cho mọi người, để cho mọi người biết cách bố thí cúng dường. Đó là một cái cũng gọi là giúp đỡ cho chúng sinh. Cho nên là có rất là nhiều hình thức để mà cho chúng ta tạo phước lành. Thì bây giờ là cái lúc mà chúng ta được thầy gieo duyên dẫn dắt cho mình khởi cái tâm Phật của mình lên. Mình chỉ cần khởi cái tâm có sự cung kính thôi, vì tâm Phật là tâm đồng nhất với nhau, không có phân biệt. Cho nên ai cũng có cái tâm Phật hết. Cho nên là mình khởi cái tâm Phật lên là mình đã có chủng tử Phật rồi, mình đã gieo cái mầm móng Phật cho mình rồi. Như ngày Quan Thế Âm đó, ngày ấn 32 ấn hóa thân của ngài xuống các cõi, có cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ngài ấn hết, về cõi người hay là cái gì là ngài ấn hết, để xem là có khi là ngài khảo mình, ngài xem coi cái học Phật của mình tới đâu rồi, cái sự từ bi của mình nó được tới đâu rồi. Đôi khi có những cái người ăn xin, họ cũng là Bồ Tát mà mình không có nhận thấy, mình không có nhận biết, vì mình là người trần mắt thịt mà mình vô minh, mình không có biết được, thì mình cứ nghĩ là một người bình thường thôi. Rồi đôi khi mà mình vô minh cái mình không biết cái mình chửi rủa họ, thì vô tình mình là chửi một vị Bồ Tát, rồi tự nhiên mình bị dính nghiệp, mình bị khảo. Cho nên là xung quanh mình luôn luôn có các vị Bồ Tát khảo mình á. Cho nên là mình phải cần chánh niệm tỉnh thức, mình phải có một cái lòng từ bi để mà mình biết nhìn nhận ra. Vậy thì mình phải cần tỉnh thức, mình phải có sự chánh kiến, chánh tư duy, mình phải suy nghĩ kỹ trước khi làm một cái hành động nào đó, để không có bị mang thêm cái nghiệp. Và phải nhớ hành theo lời của Đức Phật dạy, đi theo đường của Đức Phật dạy. Dù các thầy tốt hay thầy xấu thì đều là thầy của mình, ban khảo trên con đường tu của mình. Cho nên là hy vọng mọi người luôn luôn tỉnh thức. Con cũng mong gặp thầy Minh Tuệ lắm. Con mà gặp thì chắc con khóc 3 ngày 3 đêm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe con.